Hay lắm. Rồi tao đi một phát một lần hay lắm. Ấy ấy ấy. Hay lắm. Ấy ấy ấy. Hay quá. Chúc là em chim đầu tiên nha. Em chim đầu tiên. Em chim đầu. Máu không anh em, u ngoài đầu nè. Rồi ok, một phát. Rồi ok, một phát. Một ngày đầu anh em, trời ơi. Quá dữ rồi anh em ơi. Gặp là đúng đối thủ luôn rồi. Cái một ngày đầu anh em. Không, không còn gì để nói. Nói tính đưa cái ná vô để xin ké gì mà không có cơ hội luôn. Ui, trời trời ơi. Cái hai cái cục đờ le còn lấy mắt. Đây là bác giả. Quá dữ. Ăn ngay thôi anh em ơi. Quá đã luôn. Sốc quá rồi. Ăn. Ơi chỉ leo cây anh em ơi. Em tôi chạy vòng trong nha, còn tôi với Tuấn chạy vòng ngoài á. Đã không? Nhưng mà cái sản phẩm thu được thì quá là ok nha anh em. Vất vả không anh em? Quá vất vả, quá vất vả. Sóc bùi chà bá luôn. À, bây giờ mình sẽ đi một city nè anh em ơi. Mình hứa là mình phải làm. Giờ gặp nhau anh em ơi. Ôi cái con sóc nó chà bá luôn. Chia ra ba nhánh luôn. Ba ly nha anh Mậu. Ừ ba ly, ba ly. Ba ly nha. À, ba ly cái con nè, cái con. À cái cục này thôi. Con đó. Ba lần rưỡi toàn. Ba lần rưỡi. Cả đó đó. Rồi. Tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục ba anh em tới nha. Quá phê. Full lọt kẻ nhanh. Quay qua chưa? Quay nãy giờ 8 tiếng luôn. Coi chừng trúng cái mỏm nha. Chết rồi. Chết. Hay chưa? Bụng. Rồi thằng Viên đi, né. Né cái đầu Vi. Rồi né. Tôi cũng ngoài tôi. Né em. Ở trời đang nhào vô. Sao được chưa? Đi. Đi mới tại, sao mình kia tại. Nắm đuôi nha, tao nắm cái đuôi nè. Rồi con nữa nha anh em. Đây sóc đất. Quá đẹp. Ok kìa chơi. Chị nói gì? Rồi thua luôn. Tháo cạp nha anh em. Quá đã anh em. Tiếp tục là tháo cam nha anh em. Kintoro bản cover nha anh em. Xin một lần nữa. Quá đã anh em ơi. Tàu cam nha nè. Xin bùi diệu. Quá phê.
tiếp tục là một cô nha anh em. Báo cạn lại đỉnh. Tiếp tục là tấu cao nha anh em. Quá tuyệt vời. Ngay hình cổ. Mày. Lắm. Tù hú nha anh em, trời ơi mình tưởng con gì. Em thấy nó sạc, đây nó sạc qua nè. Về đồng xoài có tù hú bông. Hú nha anh em. Hay lắm Quy ơi. Wow. Trời ơi. Quy đẩy một viên cái này 40 mét nha anh em. Quá dữ Quy ơi. Hết quá anh em. Tuyệt vời, tuyệt vời. Về thay vườn gốc lên, chết rồi. Nay đồ hiếu tăng. Quá dữ anh em. Bây giờ bắt lời đào chạy lên, ngày mai anh Mậu sẽ có mặt đi sang với anh, với bác rồi ngày mai luôn. Tới cũng chuyện luôn nè. Tới cũng chuyện ở đây luôn. Em. Đó. Là chỉ có thổ săn Bình Dương mới làm lần đầu tiên nhé. Bắn sóc hay mà làm muối cùng nổi nữa nha anh em. Đâu? Mời cái nhà mời anh em. Mời cái nhà lên cái sóc trước đi. Không vô. Rồi vô anh em ơi. Vô nè. Tuyệt quá. Cái gì vậy? Ngon. Quá tuyệt tải không? Quá tuyệt vời. Đây nè. Cái đùi. Đây cái đùi rồi, con ngồi xuống đi. Mình xin phép anh em nha. Chấm miếng thử coi mình ngon không? Ngon quá. Ngon mà tôi ăn tôi thấy ngon nhất nách luôn á. Nó mềm mà đúng không? Mời anh em ơi. Nó mềm. Nó mềm. Nó da nó giòn giòn nữa. Mà cái nước giấm thần thánh này nó ngon. Cái muối thần thánh của thợ săn Bình Dương nha mọi người. Thôi. Ngon. Thôi video tới đây mình cũng xin phép anh em mình kết thúc video nha anh em. Thì chuyến đi săn thì nói chung là nó cũng khá là ok. Vậy cái đùi vô có gì đây nha anh em. Xem video thấy hay thì ủng hộ cho ba anh em mình nha. Thứ nhất là thợ săn Bình Dương, thứ hai là Toàn Tiền Tỷ, thằng Riết vẫn còn cái đùi. Vẫn còn nguyên. Thứ ba là Đức Lùng Vlog nha mọi người. Nếu mà mọi người thấy video này hay thì hãy like, share và ủng hộ cho ba anh em mình nha. Rồi hẹn anh em vào cái clip tiếp theo nha.